Coleman bị đóng băng kinh doanh, lộ diện với ngoại hình già đi rõ rệt. Trong showbiz Việt, Coleman dù không phải là nghệ sĩ nhưng lại có tầm ảnh hưởng khá lớn, được nhiều khán giả biết đến với vai trò ông trùm game show. Công ty Điền Quân của vị đại gia này sản xuất nhiều chương trình ăn khách, có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao lớn. Coleman từng mạnh dạn tuyên bố có đến 90% nghệ sĩ Việt Nam đều làm việc với ông. Mới đây, Coleman chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện xúc động giữa mùa dịch. Trong thời điểm chật vật hiện tại, ông trùm showbiz nghẹn ngào khi thấy các nhân viên vẫn sát cánh bên mình giữa tình thế này. Ngày 89, Sài Gòn 27 tháng 8, có một đứa em hỏi một câu nghe đứt ruột. Tụi em không hiểu vì sao trong hoàn cảnh đóng băng 3 tháng qua, tụi em chẳng làm gì được cho công ty, mà anh vẫn tin tưởng và giữ lại tất cả tụi em. Đứng hình mấy giây, tôi trả lời, ngày nào tụi em còn chấp nhận ăn mì gói, cơm nguội cùng anh được, thì có lý do gì mà anh em mình phải đầu hàng số phận và rời xa nhau chứ? Chả hiểu nổi mấy đứa nhỏ, sao mà mấy đứa cứ hay hỏi cách cớ? Coleman tâm sự. Dưới bình luận, cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cư xử giữa Coleman và nhân viên trong mùa dịch. Nhiều người còn nhận ra ông chủ Điền Quân hiện tại trông già đi rõ rệt khi tóc bạc xuất hiện nhiều hơn. Vẻ ngoài dù vẫn tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt không tránh khỏi lo toan. Suốt 3 tháng qua, Điền Quân phải tạm ngưng hoạt động, hàng loạt game show đang và sắp sửa lên sóng phải hoãn lại. Cùng với đó, Coleman buộc cho nhân viên làm online tại nhà để tránh dịch. Không chỉ vậy, các nhà hàng công việc kinh doanh khác của ông chủ Điền Quân cũng ngưng trệ. Có thể nói đây là thời điểm vô cùng khó khăn với Coleman cũng như các nhân viên. Dù vậy, ông vẫn luôn cho thấy tinh thần lạc quan, động viên mọi người kiên nhẫn chờ dịch bệnh được kiểm soát.